Lẹ chị, lẹ chị. Em đậu một hồi công an nó bắt em thế mà em luôn chị. Lẹ lên chị. Trời ơi, chị còn đi bộ nữa, em lại chị luôn. Trời đất ơi, em lại chị thiệt. Rồi, xe bus đây, xe bus đây bà con cô bác ơi. Xe bus đi. Xe bus luôn đi bà con cô bác ơi. Vòng vòng tiếng Sài Gòn bà con cô bác ơi. Ok, ai đi lên xe em chở lên cho bà con cô bác ơi. Lẹ lẹ luôn cô ơi. Trời đất ơi, tôi còn đi cứ khách nữa cô ơi. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi vòng vòng Sài Gòn các bạn. Hey, và ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quy Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay ta sẽ quay trở lại với cái tựa game GTA 5 nữa nha các bạn. Đó, thì rất là nhiều bạn đã yêu cầu mình chạy cái chiếc xe bus trong cái tựa game GTA 5 này. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm cái nhiệm vụ mà của các bạn đã yêu cầu, đó là mình sẽ chạy cái chiếc xe bus. Nhưng mà không phải là chạy mấy chiếc xe khách mà từ tiếng này đến tiếng nọ đâu. Nhưng mà tôi sẽ chạy một cái chiếc xe mà nói chung là rất là lạ và đặc biệt, đó là chạy cái chiếc xe bus mà chạy vòng vòng thành phố các bạn. Đó, thì nếu mà các bạn nào mà có ở trong trung tâm các thành phố như là Sài Gòn hay là Cần Thơ hay là Hà Nội này nọ thì nó sẽ có một cái chuyến xe bus mà nó sẽ chạy từ cái tuyến này đến cái tuyến kia, nhưng mà nó sẽ ghé ở các cái góc đường để rước đón nó, mấy cái bảng hiệu mà bến xe bus gì đó. Nói chung là mình sẽ ghé từng chỗ mình rước đón khách, và mình sẽ nói chung là khách đi tới tuyến nào mình sẽ đưa khách tới tuyến đó, và mình mới về cái bến xe của mình đó. Thì chúng ta sẽ hôm nay sẽ làm cái nhiệm vụ đó. Đó, bây giờ chúng ta, đó, như các bạn cũng đã thấy, thì sau khi làm những công việc khác thì bây giờ cuối cùng thì bây giờ chúng ta cũng trở về làm tài xế rồi các bạn à. Đó, thì nói thiệt, tôi làm YouTube bấy lâu nay nhưng mà tôi vẫn nghèo rồi các bạn thấy. Nhà cửa nó chung là thô sơ rồi các bạn. Nhìn cái xe này các bạn nhìn biết là nó cạp tàn cỡ nào rồi. Đó, bởi vì các bạn phải ủng hộ mình là cách donate tiền cho mình để mình có thêm động lực để làm đấy cho các bạn. Bây giờ chúng ta phải đi đến cái bến xe đó thôi các bạn. Đấy, giờ chúng ta sẽ chạy ở quán lỏng đường mẹ nó rồi. Giờ chúng ta sẽ đi tới cái bến xe trước cái đã rồi tính gì tính. Đấy, ok, giờ mình sẽ đi tới cái bến xe nó nằm theo cái đường cái chấm xanh xanh đó, mình sẽ chạy ra đó. Được chưa? Mỗi khi đi làm là xách cái con xe của lự này, chúng ta sẽ chạy đến cái bến xe các bạn à. Thấy chạy siêu xe, chạy kiểu rồi chứ thật ra là mướn chạy đó mấy ông. Ừ, nhà cũng nghèo lắm mấy ông, thấy cái xe không, quá trời lự luôn. Giờ chúng ta sẽ chạy đến cái bến xe đó. Đấy, ta sẽ chạy rước khách vòng vòng thành phố Sài Gòn nha các bạn. Thì cái mod xe này là cái mod xe của Phúc Lê làm. Đó, thì mấy ngày gài là nó hỗ trợ mình mod các kiểu đồ, thì mod này nó cũng hỗ trợ mình mod luôn. Xe nó cũng tài trợ cho mình làm mod luôn. Đấy, các bạn có ủng hộ thì có thể qua cái trang VGTA và EGTA 5 trên VGTA mod, nó GTA mod trên web á, thì các bạn là sẽ biết. Mình có để cái link nó phía dưới. Ủa lộn mẹ đường rồi, ủa đường này đường ta, hình như cũng được. Đó, thì thanh niên Phúc Lê cũng hỗ trợ mình mod rất là nhiều, cũng thanh kiều. Thanh kiều em đã mod cho anh, cho làm clip cho các bạn xem. Ok, mình sẽ đậu xe đây. Rồi, ok, thì cái bến xe này các bạn, quá chực, nó còn cùi lự hơn cái nhà tôi nữa. Cho các bạn xem sơ sơ cái chiếc xe bus nè. Đó, thì đây là chiếc xe bus chạy tuyến Sài Gòn. Giờ mình ra mình nhận nhiệm vụ cái đi rồi tính. Đấy, cái thằng đang đứng đằng đẵng là cái thằng này là cái thằng bảo vệ thôi. Ok, nó nói cái gì vậy? Ok, mình sẽ được quyền lên xe rồi. Đó, thì cho các bạn xem sơ sơ cái xe nè. Thì nếu các bạn nào có xem cái clip mà xe bus 45 chỗ của mình thì các bạn cũng đã biết cái xe này rồi. Đó, các bạn nhìn đi. Đó, cho các bạn xem vòng nha. Xe này là rất là thịnh hành ở Sài Gòn nha các bạn. Sài Gòn chợ lớn. Đó, thì con này là được mình edit lại rồi. Nhưng mà cái xe gốc là của Phúc Lê, thì mình đã edit thành cái chiếc xe mà giống cái chiếc Hyundai T-Class 45 chỗ các bạn. Đó, ok, bây giờ mình đã lên xe rồi. Ok, giờ mình sẽ chạy ra khỏi cái bến trước cái đã. Giờ ra đường nào ta? Ra lại đi. Ok. Ôi, vãi. Trời ơi, đậu xe trong lùm trong gú gì trong mấy mét. Vãi thiệt.
Ok, đây, giờ cho các bạn xem, bây giờ nó ra nắng rồi, nhìn nó đẹp rồi nè. Đấy, thì đây là cái chiếc xe... Ôi, cái gì vậy? Ok, đây là chiếc xe bus mà mình làm theo cái kiểu mà chiếc xe Hilux mà mình làm chiếc 45 chỗ đợt trước á. Đó, các bạn nhìn đẹp không? Nếu thấy đẹp thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe các kiểu đâu. Đó, các bạn thấy chiếc xe này quen không? Mới chở đội bóng U23 lần trước. À, quá dữ. Ok, giờ mình sẽ lái ra ngoài cái chỗ kia đó mình rước khách. Bây giờ mình đã bắt đầu công việc rồi đó các bạn. Và mình sẽ đi rước khách dài đường. Đấy. Ok, điểm đầu tiên của chúng ta là tại đây. Cái thằng quỷ xe tải đâu nó bắt dạ vậy? Thằng xe tải này. What? Thằng này bắt vậy? Nó xuống mẹ tao đập bới xe mày luôn. Đâu xe kia cũng. Trời đất ơi. Rồi mình chạy cái chỗ khác, mình lấy cái chỗ mà mình rước khách. Đi chỗ khác. Ây da. Ôi mẹ mất dạy. Tao đập. Ây da. Vãi. Lại con nhỏ nó lại đậu vô cái chỗ của mình nữa. Chết không nổi. Theo cái đầu cha mày. Cái thằng này đi chỗ khác, tao rước khách tao làm cái gì trời. Phải đi. Rồi, giờ lên xe lại nào. Ok. Đây, giờ mình phải đậu vô đây khách nó mới ghe. Đấy, ôi trời ơi, khách trên trời rớt xuống đi má. Vãi đi. Đó. Thì vừa rước được hai vị khách. Đấy. Thì lơ xe của mình nó sẽ lấy tiền. Ủa còn nữa hả? Còn nữa hả? Còn. Lẹ chị. Em đậu một hồi công an nó bắt em thế mà em luôn chị. Lẹ lên chị. Trời ơi chị còn đi bộ nữa em lại cho luôn. Trời đất ơi. Em lại chị thiệt. Guys, xe bus đây, xe bus đây bà con cô bác ơi. Xe bus đây. Xe bus luôn đi bà con cô bác ơi. Vòng vòng tiếng Sài Gòn luôn bà con cô bác ơi. Ok, ai đi lên xe em chở lên nha bà con cô bác ơi. Lẹ lẹ luôn cô ơi. Trời đất ơi, tôi còn đi cứ khách nữa cô ơi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đi vòng vòng Sài Gòn các bạn. Wow, xe U23 Việt Nam nhiều quá các bạn. Lẹ cu. Giờ mình sẽ vô cái cabin mình lái cho các bạn xem. Có rất là nhiều bạn yêu cầu mình lái xe trong cái cabin. Nhưng mà thật ra mình nghĩ là mình lái ở ngoài nó đẹp hơn. Tại GTA 5 cái cabin nó xấu hơn cái game ETS 2 của mình nhiều. Ít. À mình chạy bây giờ mình sẽ đưa cái khách xuống một cái trạm dừng. Vượt đèn đỏ luôn mấy mắt. Tiếng này là tiếng của tôi rồi. Ai đậu thì đậu, tôi vượt hết. Tại lô bá tài, tại lô bá tài. Vô lô bá tài. Đấy. Vô đây xe bớt đi bà con các bác ơi. Xe bớt đi bà con các bác ơi. Lên luôn đi bà con các bác ơi. Ok, phía trước chúng ta kìa. Rồi mình sẽ tấp vào đây luôn nha. Cho khách xuống luôn nha. Rồi tới luôn rồi chị ơi, tới luôn rồi chị ơi. Tới luôn anh ơi, xuống luôn anh ơi. Đấy. Xuống chưa? Ủa? À rồi. Không, cái này rước khách nữa mấy mắt. Wow. Một em bikini lên xe mấy mắt. Trời, cái thằng quỷ đó tụi nó lên xe hả? Nó lại ngay cái đầu xe tụi nó ngồi ghế. Vãi. Đâu em bikini đâu rồi? Em này đi tắm biển hay gì em? Thì không thấy được nữa rồi, phải. Đấy, mà xe mình đã có hot girl lên rồi các bạn ơi. Xe bắt đầu nhộn nhịp lên liền. Giờ ta sẽ tiếp tục rẽ bên trái đi. Chúng ta sẽ đi đến một cái điểm khác. Tôi cũng chả biết là cái điểm này là điểm rước khách hay là cái điểm mà cho khách xuống nữa. Vãi thiệt. Ok, mình sẽ quẹo qua bên này. Vô anh ơi. Tao đất ơi. Đi bộ gì, đi chỗ lẻ lên. Cái gì nó chậm chậm. Đèn đỏ mà anh. Vãi. Ok. Đấy. Có một thanh niên lên xe đó các bạn ạ. À. Lên luôn anh ơi.
mỗi người một giá 10.000 nha. Này, xe này là xe đặc biệt, giá hơi bắt xíu, anh đi đỡ. Xe này là với một tay lái lụa cực kỳ xuất sắc nha mấy anh. Đấy, phía trước là cây cầu rất là đẹp các bạn. Đi không chị ơi, chị ơi. Ồ, cái chị này chỉ bóp kẹt, chị sợ, chị đi bộ về nhà luôn cái mắt. Vãi thiệt. Stand by luôn đi, stand by luôn đi. Man ơi, đi xe bus man ơi. Đây, man chị ơi, đi xe bus không? Sao em nói mà mấy chị anh chị không nghe em nói luôn vậy? Trời đất ơi. Ồ, có cái anh này đi bộ, anh đó nó mâu hiểm đó nè. Vãi má thiệt. Vãi. Đi bộ vẫn nó mâu hiểm bình thường nha các bạn. Đấy, tai nạn có thể đập ập đến lúc bất kỳ lúc nào. Nên các bạn đi bộ cũng nên gọi nó mâu hiểm kiểu rồi. Giờ mình ghé mình đỡ xăng đi coi nào. Giờ làm sao để đổ xăng đây? Qua bên này mình lụm cái này à? À e. Vãi. Tự nhiên cái ra đây lấy cái bình. Lên 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 mấy anh chị, lên mấy anh chị, lên mấy anh chị. Tao tự nhiên cái bỏ em vậy. Lên 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 mấy anh chị, lên lên lên. Cái gì vậy, sao xuống bỏ em hết rồi? Chồng em xuống đổ xăng mà. Lên đi, tao đã không. Thì các bạn thấy tôi chạy cực khổ không? Cái xe nó đã cũ rồi mà còn sình đất nữa. Vào mấy cái mùa mưa này cực khổ lắm mà. Lên chị. Này anh nói chị vậy? Anh lên. Vãi anh thiệt. Cửa không vô, đi bằng cửa sổ mấy má. Ok, tôi sẽ tiếp tục đi quay đầu xe lại. Coi quay chỗ nào. À, phía trước đây các bạn ơi, quay đầu xe lại. Lộn đường mẹ nó rồi. Đấy, hãy lái xe chuyên nghiệp không các bạn. Vô đây bà con các bác ơi, vô đây. Có Mai Linh nữa kìa các bạn, xe Mai Linh nè, taxi Mai Linh nè. Tại phía trước chúng ta là xe chở U23 Việt Nam nè các bạn. Nhìn quen không? Nếu các bạn chưa coi thì các bạn có thể xem lại clip cũ của mình. Đưa U23 Việt Nam ra sân bay đấy. Lẹ anh ơi. Đấy, giờ ta sẽ tiếp tục đi đến một cái điểm khác. Wow, cũng đông xe quá các bạn. Lẹ đi. Mình chạy tới là nó bật đèn xanh liền mấy mắt. Vãi, tiếp tục kẻ trái nào. Đấy, đi xe luôn các bác ơi. Rồi, lại ghé phải. À, ok, như vậy là chúng ta đã về đến cái bến xe đích rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đậu xe vào. Đấy, mình sẽ ghe cái đít vào các kiểu rồi. Đấy, ghe vô. À, gì vậy má, chưa ghe xong mà. Ok, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ rồi đó các bạn. Mình sẽ đậu vào đây, ok. Đấy, bây giờ mình sẽ xuống xe, mình sẽ trả khách. Ok, chị ơi, đã đến nơi rồi anh chị ơi. Tự nhiên cái lụm mình xăng mấy mắt, vãi thiệt. Đấy, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong cái chuyến xe bus chạy vòng quanh thành phố, nói chung là của Sài Gòn đi. Nói gì cho nó dễ hiểu. Đó là cái chiếc xe bus này mình đã vừa trải nghiệm nó và mình cũng vừa làm tiếp cái nhiệm vụ của nó cho các bạn xem. Đó, thì nếu các bạn có thích cái video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like. Và nếu chưa ấn đăng ký cho kênh của mình, các bạn có thể ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Nếu mà ấn đăng ký rồi thì có thể ấn vào cái chuông kế bên nữa, để khi nào mà có clip mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn, để nó sẽ hú các bạn là Nguyễn Quý nó ra clip mới kìa mấy má. Đó, vậy đó. Ngoài ra còn các bạn cũng có thể là comment phía dưới là nêu các ý tưởng của các bạn, để mình có thể là có thêm nhiều ý tưởng để làm clip hơn. Đó. Ok, thì cái clip này nó sẽ tạm dừng tại đây. Và mình sẽ thực hiện thêm nhiều cái nhiệm vụ xe bus hơn nữa cho các bạn xem. Ví dụ là chở những cái chuyến xe bus như Phương Trang, Mai Linh cái kiểu đó, thì mình cũng sẽ thực hiện những cái clip như vậy cho các bạn. Đó. Và chúng ta cũng có thể là các bạn cũng có thể là chơi cái mod này và chiếc xe này. Và mình có để cái link ở dưới phần miêu tả cho các bạn tải về chơi. Và cũng cảm ơn Phúc Lê đã hỗ trợ anh làm mà thực hiện được cái clip này. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.